Thưa quý vị, trong thời kỳ thai nghén, rất nhiều bà mẹ muốn bé sớm chào đời để thân tâm được thảnh thơi. Nhưng tới ngày con cất tiếng khóc chào đời, thì chính họ mới hiểu rằng mang bầu vẫn chưa là gì cả. Nuôi dạy con mới là điều vắt kiệt tâm sức nhất. Và hơn nữa thì đặc tính giữa nam và nữ là khác biệt nên cách giáo dục cũng khác nhau. Có 3 điều cấm kỵ trong dạy con trai và 5 điều cấm kỵ đại kỵ khi giáo dục con gái, các bậc làm cha mẹ nên sớm biết để ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng bao giờ phạm phải kẻo hối hận một đời. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp của Cuộc Đời Giá Trị. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất các bạn nhé. 3 điều cấm kỵ khi dạy con trai, 5 điều đại kỵ khi dạy con gái. 3 điều kỵ khi nuôi dạy con trai. Điều kỵ thứ nhất, thiếu sự giáo dục của cha. Trong việc nuôi dạy con cái ngày nay, rất nhiều ông bố thường vắng bóng. Sự có mặt của người cha đã đủ là hình tượng mẫu mực về sự cường mạnh nam tính, cũng như dũng khí khám phá, thử thách của nam giới. Nếu người cha vắng bóng trong việc giáo dục con trai, trẻ có thể trở nên mềm yếu, thậm chí còn không biết cách hành xử như một người đàn ông. Người mẹ vĩnh viễn không thể thay thế được vai trò của người cha. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ không nhận được sự quan tâm và bầu bạn đầy đủ từ cha mình, sẽ rất dễ mất đi cảm giác an toàn, dưỡng thành những thói quen không tốt. Và rất nhiều vấn đề về tình cảm, xã giao và tâm lý. Chúng ta thường ỷ lại cho các bà mẹ chăm sóc con cái, nhưng đây không phải là trách nhiệm của riêng người mẹ. Một mối quan hệ gia đình lành mạnh là cách giáo dục con cái tốt nhất. Điều kỵ thứ hai, dựa dẫm quá mức vào mẹ. Ngày nay rất nhiều bà mẹ chăm sóc con cái quá tỉ mỉ, có thể nói là mọi phương diện đều chu toàn. Nhưng sự chu đáo này sẽ khiến trẻ, nhất là con trai, dựa dẫm quá mức vào người mẹ mà không có chủ kiến cho bản thân. Sau này lớn lên, chúng chỉ biết làm theo kế hoạch cha mẹ sắp đặt, dẫu không đồng ý với quan điểm của mẹ, cũng không dám bày tỏ. Nếu trong nhà có con trai, người mẹ cần chừa lại cho trẻ một không gian nhất định, đừng quản con quá chặt, cũng đừng khiến trẻ ỷ lại vào mình. Cần học cách buông tay một cách phù hợp. Những đứa trẻ dựa dẫm vào mẹ thường thiếu tinh thần trách nhiệm, khi phải đối diện với sự việc sẽ co cụm lại, không dám đảm đương. Sau này lớn lên, chúng cũng chẳng thể có tương lai. Điều kỵ thứ ba, một mực nhấn mạnh sự mạnh mẽ, dũng cảm. Ngay khi còn nhỏ, một số bé trai đã được dạy rằng con trai không được khóc, phải kiên cường lên. Muốn bé trai dũng cảm, kiên cường một chút cũng không sai. Nhưng nếu một mực áp chế thiên tính của trẻ thì vậy là không công bằng, thậm chí là tàn nhẫn. Dẫu sao bé trai vẫn còn là trẻ con, cũng có những nét tính cách mềm yếu, cũng cần được thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng cần được cha mẹ vỗ về an ủi. Nếu cha mẹ không cho phép bé trai bày tỏ phần yếu nhược của mình, sẽ gây nên một sự tổn thương khá lớn về tâm lý của trẻ. Dẫu trên bề mặt trẻ tỏ ra rất kiên cường, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối. 5 điều kỵ khi giáo dục con gái. Điều kỵ thứ nhất, nghèo tình cảm. Những cô gái được nuôi nấng trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, sau này lớn lên trong sâu thẳm tâm hồn thường vô cùng thiếu cảm giác an toàn, dễ mùi lòng trước một chút lòng tốt của người khác. Hơn nữa, những bé gái như vậy thường khá tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cần chú trọng nuôi dưỡng tình cảm, tinh thần cho con gái, bồi đắp khí chất, mở rộng tầm nhìn cho bé gái. Như vậy, trẻ mới không dễ bị cám dỗ bởi thế sự phồn hoa và hư vinh. Điều kỵ thứ hai, trọng nam khinh nữ. Trong những gia đình trọng nam khinh nữ, con gái thường không được yêu thương. Từ nhỏ đã thiếu thốn cảm giác an toàn, rất nhiều ông bố, bà mẹ còn coi con gái là con người ta, cho rằng sau khi gả con đi là mất rồi, chỉ có con trai mới chăm bẵm lúc cha mẹ tuổi già.
Điều này gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn tới bé gái, bởi vì thiếu hụt tình yêu từ những người thân trong gia đình. Sau này các em sẽ không có nhận thức tốt và cân bằng về tình cảm, cũng không có ý thức quan tâm tới cha mẹ. Kỳ thực, về già rồi, các ông bố, bà mẹ mới thấy được rằng trong việc phụng dưỡng cha mẹ, một cô con gái cũng quan trọng như một cậu con trai. Điều kỵ thứ ba, nổi giận và tùy tiện. Ngày nay rất nhiều cô gái ngang ngược, vô lễ, thường nổi giận vô cớ, tính khí thất thường. Điều này chủ yếu là vì cha mẹ thường ngày quá nuông chiều trẻ, thậm chí làm gương xấu cho trẻ. Không ai thích gần gũi với người nóng này. Nếu trong công việc và cuộc sống sau này có thói quen ấy thì sẽ chỉ thiệt thân, bởi lẽ người ngoài sẽ không bao dung cô ấy như cha mẹ. Bé gái thi thoảng có thể làm nũng, giận dỗi, nhưng tính tình thất thường, không hiểu đạo lý thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cha mẹ cần biết rằng yêu không phải là dung túng, mà là biết nuôi dạy con, biết thứ gì là tốt cho con gái mình. Điều kỵ thứ tư, không tự lập. Với bất kỳ ai, điều tối kỵ là ỷ lại vào người khác. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Dẫu là người nhà cũng chỉ có thể làm chỗ dựa nhất thời, chứ không thể dựa dẫm cả đời. Mỗi người đều phải học cách đối diện với cuộc sống của chính mình. Cha mẹ thường lo lắng con gái sau này chịu khổ, nhưng không nên giải quyết, sắp đặt, định đoạt mọi chuyện thay con. Nếu thiếu sự tôi rèn, chỉ có thể sống nhờ sự bao bọc của cha mẹ, trẻ sẽ mất đi khả năng tự lập, tự chủ. Sống tự lập là điều vô cùng quan trọng với một cô gái, bởi lẽ con người ai cũng sẽ phải lớn lên. Con gái sau này làm chủ việc đối nội trong gia đình, là nội tướng. Vậy nên cha mẹ nhất định phải bồi dưỡng ý thức tự lập cho con gái. Như vậy mới giúp trẻ sau này tránh khỏi phải đi những quãng đường vòng. Điều kỵ thứ năm, lẩn tránh chủ đề giới tính. Cha mẹ thường kiêng kỵ không giáo dục trẻ về phương diện giới tính, không chủ động trò chuyện và cung cấp tri thức về phương diện này. Thậm chí, khi trẻ dò hỏi, cha mẹ cũng thường trả lời cho qua, cho xong chuyện. Kỳ thực, cần giáo dục giới tính cho trẻ. Nếu luôn lẩn tránh chủ đề này, sẽ khiến trẻ hiếu kỳ, thậm chí có những quan niệm lệch lạc về giới tính. Cho nên cha mẹ nhất định không được lẩn tránh chủ đề giới tính. Giáo dục giới tính là một phần quan trọng trong sự trưởng thành của bé gái. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tâm lý của trẻ. Nếu nhận được sự giáo dục tốt, trẻ sẽ biết tôn trọng các bạn khác giới và trân trọng bản thân mình. Thưa quý vị, bậc cha mẹ nào cũng muốn nhìn con cái mình thành công và nên người, nhưng muốn hái được quả ngọt đó thì sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục đúng đắn. Dưới đây là 4 điều cha mẹ nên làm mỗi ngày để con được phát triển toàn diện. Thứ nhất, theo sát và đôn đốc cho sự phát triển của con. Sẽ có đôi lúc các ông bố, bà mẹ cảm thấy mình thật kiệt sức và tự nghĩ rằng những lời dạy bảo con cái của mình chẳng khác gì như nước đổ lá khoai. Thế nhưng, sự theo sát và đôn đốc cho sự phát triển của con sẽ có khả năng thành công và tránh được những cạm bẫy. Thứ hai, cho con trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn. Vui chơi ngoài trời không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn giúp tinh thần vui vẻ, mang lại vô số lợi ích về nhận thức cho trẻ, giúp trí não phát triển và thông minh hơn. Thứ ba, đọc sách cùng con đúng cách. Đây là một điều rất quan trọng với con trẻ. Cha mẹ của những đứa trẻ xuất sắc là người hay đọc sách cùng con từ lúc con còn nhỏ. Hãy đọc có tương tác cùng con thông qua việc để con đọc một phần cuốn sách và thử hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thứ tư, hãy để con làm việc nhà. Bằng việc để con trẻ làm việc nhà phù hợp từng lứa tuổi như rửa bát, lau nhà, đổ rác, dắt chó đi dạo, dọn phòng, chúng sẽ nhận ra rằng con cần phải làm việc để mình trở thành một phần của cuộc sống. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nên nhân phẩm của con cái. Muốn dạy con trẻ chăm chỉ, lễ phép, biết tôn trọng người khác cũng như bồi dưỡng con trẻ
có tính ham mê học hỏi, tiết kiệm. Thói quen sạch sẽ, gọn gàng thì cha mẹ cần phải nghiêm túc làm tấm gương để cho con trẻ soi vào đó mà học tập theo. Con trẻ cũng như một mặt gương, cha mẹ là kiểu người như thế nào thì phản chiếu ở trong gương là kiểu người đó. Muốn thay đổi con trẻ thì cha mẹ phải tự sửa đổi chính bản thân mình cho tốt. Nếu con trẻ lớn lên thường xuyên bị chê bai thì sẽ trở thành một người luôn chê bai người khác. Nếu con trẻ lớn lên trong một gia đình đanh đá cay nghiệt thì sẽ trở thành một người thô bạo. Nếu cha mẹ dùng cảm xúc bất an để giáo dục con trẻ thì con trẻ cũng sẽ trở thành người có cảm xúc bất an. Nếu con trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bị thương hại thì sẽ cảm thấy đời mình thực bi thảm và mất đi lòng tin. Nếu cha mẹ luôn khinh thường con mình thì đứa trẻ sẽ trở nên nhút nhát và không có ý chí. Nếu cha mẹ luôn mến mộ người khác thì con trẻ cũng sẽ trở thành một người mến mộ người khác. Nếu con trẻ thường xuyên bị trách cứ thì đứa trẻ sẽ cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô dụng. Nếu muốn con trẻ tràn đầy tự tin thì cha mẹ đừng tiết kiệm lời khen ngợi cổ vũ. Nếu muốn con trẻ có tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt, khoan dung với người khác thì cha mẹ nên dùng tấm lòng rộng lượng, khoan dung để đối xử với con trẻ. Nếu muốn con trẻ biết quan tâm người khác, trở thành người hiền lành, hòa nhã thì cha mẹ hãy giáo dục con trẻ cùng chia sẻ với người khác, hãy dịu dàng quan tâm, nuôi dưỡng con trẻ.